Tiểu sử Á hậu 1 Đào Thị Hiền. Đào Thị Hiền sinh ngày 18 tháng 5 năm 2001 là một Á hậu người dẫn chương trình Việt Nam. Cô là Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 và đạt giải thưởng phụ người đẹp nhân ái. Trước đó cô từng lọt top 5 cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 với giải phụ người đẹp biển. Đào Thị Hiền sinh năm 2001 tại Đô Lương, Nghệ An. Cô hiện là sinh viên của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Cô còn có chị gái là Đào Thị Hà, cũng từng thi các cuộc thi sắc đẹp khác và lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 và top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022. Năm 2022, Đào Thị Hiền đã ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022. Tại đêm chung kết của cuộc thi, cô đã lọt vào top 5 chung cuộc của cuộc thi và đạt được giải thưởng phụ Người đẹp biển. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Năm 2023, Đào Thị Hiền trở lại đường đua nhan sắc với cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Qua các vòng thi, cô đã lọt vào top 5 người đẹp biển, top 5 người đẹp du lịch và top 4 người đẹp bản lĩnh. Và đêm chung kết tổ chức ngày 2 tháng 7, cô đã đăng quang ngôi vị Á hậu 1 của cuộc thi với giải phụ người đẹp nhân ái. Thành tích mà cô đã đạt được là top 5 Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 với các giải phụ người đẹp biển, Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 với các giải phụ người đẹp nhân ái, top 5 người đẹp du lịch, top 5 người đẹp biển, top 4 người đẹp bản lĩnh. Tối ngày 22 tháng 7 năm 2023, chung kết Miss World Việt Nam 2023 chính thức diễn ra tại Quy Nhơn, Bình Định. Trải qua nhiều phần thi, top 3 Miss World Việt Nam 2023 đã chính thức lộ diện. Người đẹp Huỳnh Trần Ý Nhi được xướng tên trở thành chủ nhân vương miện Miss World Việt Nam 2023. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Đào Thị Hiền và Á hậu 2 gọi tên người đẹp Huỳnh Minh Kiên. Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2023, Đào Thị Hiền quyết phá lời nguyền top 5. Ngoài tân Miss World Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi, thông tin liên quan đến Á hậu 1, Đào Thị Hiền cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Theo thông tin ban tổ chức cuộc thi công bố trước đó, Đào Thị Hiền hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngoài ra, cô còn là MC và người mẫu tự do. Đào Thị Hiền sở hữu chiều cao 1m75 với số đo bo vòng lần lượt là 88, 62, 92 cm. Người đẹp gốc Nghệ An nhận thấy điểm mạnh của mình là hình thể và khả năng ngoại ngữ tốt và ý chí quyết tâm nên cô dành thời gian tập luyện mỗi ngày. Đào Thị Hiền được biết đến là em gái của Đào Thị Hà, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016, top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ 2019. Trước khi tham gia cuộc thi Miss World Việt Nam 2023, Đào Thị Hiền từng tham gia cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 và lọt vào top 5 chung cuộc. Với thành tích tại các cuộc thi nhan sắc của chị em người đẹp Đào Thị Hiền, nhiều người cho rằng cô có thể tiếp tục vướng phải lời nguyền top 5. Sau đêm chung kết Miss World Việt Nam 2023, Á hậu 1 Đào Thị Hiền cho biết cô từng đọc được những bình luận liên quan đến lời nguyền top 5 của hai chị em. Người đẹp Nghệ An chia sẻ, tôi từng đọc được câu chị em nhà này dính lời nguyền top 5 trên mạng xã hội. Tôi thấy câu này rất dễ thương và vui, nhưng lần này tham gia Miss World Việt Nam 2023, tôi mang đến tinh thần 200% và cố gắng hết mình. Lúc đầu tôi nghĩ mình phải phá lời nguyền, nhưng sau đó tôi nghĩ rằng top mấy không quan trọng, điều quan trọng là tôi làm hết mình và đã có được sự tiến bộ, hoàn thiện hơn trước. Tôi thấy đó là thành công và tôi cảm thấy vui vì điều đó. Thực tế, việc lọt vào top mấy cũng phụ thuộc vào duyên và sự may mắn nữa. Theo Đào Thị Hiền, cô tự hào khi được sinh ra trong một gia đình 5 người con. Các thành viên trong gia, người đẹp rất gắn bó, sống tình cảm. Á hậu Đào Thị Hiền bộc bạch. Bố mẹ tôi làm việc tại một vùng nông thôn, gia cảnh bình thường. Gia đình tôi có 5 người con, 4 gái, 1 trai. Tôi được chứng kiến các chị lớn lên, được lĩnh hội các kinh nghiệm, tuổi thơ của các chị. Tôi cảm thấy rằng xuất phát điểm của mình có chút hơn người vì tôi đã có kinh nghiệm của các chị đi trước về mọi mặt trong cuộc sống. Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2023, Đào Thị Hiền trả lời ứng xử ra sao? Trong đêm chung kết, Đào Thị Hiền đã phát huy thế mạnh, hình thể và kỹ năng trình diễn qua từng phần thi trên sân khấu. Gương mặt sáng ăn hình cùng sự tập luyện cố gắng đã giúp cô ghi điểm với ban giám khảo và khán giả theo dõi cuộc thi.
Đào Thị Hiền chiến thắng giải Người đẹp nhân ái và giành được tấm vé bước thẳng vào top 5 chung cuộc. Ở phần thi ứng xử dành cho top 5 Miss World Việt Nam 2023, Đào Thị Hiền nhận được câu hỏi từ ban giám khảo Vân Trang. Có người nói rằng mạng xã hội sẽ mang lại, kéo lại gần hơn, nhưng cũng đẩy người thân ra xa hơn. Bạn nghĩ sao về câu nói này? Đào Thị Hiền trả lời, có một điều không thể phủ nhận rằng mạng xã hội là một cuộc cách mạng của sự kết nối. Mạng xã hội mang lại cho chúng ta gần hơn. Bên cạnh đó, nếu chúng ta quá lạm dụng mạng xã hội, thì nó có thể khiến chúng ta mất đi những giá trị về sự kết nối truyền thống như gia đình, bạn bè. Tôi tin rằng nếu chúng ta thật sự trân trọng những khoảnh khắc trôi qua, trân trọng những người ở cạnh chúng ta, thì dù sự kết nối vô hình hay hữu hình, trái tim của chúng ta vẫn hướng về nhau, kết nối với nhau. Tôi tin rằng chúng ta có thể phân biệt được thế giới ảo và thế giới thật, trân trọng những thứ ở thế giới thật và những người ở bên cạnh. Ban đầu Đào Thị Hiền trả lời ứng xử còn vấp váp, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự tự tin và bày tỏ quan điểm của mình. Thành tích của Đào Thị Hiền tại chung kết Miss World Việt Nam 2023 được cộng đồng yêu nhan sắc ủng hộ và gửi lời chúc mừng cô sẽ có hành trình đương nhiệm thành công và ý nghĩa. Ở lần thi Hoa hậu trước đây, Đào Thị Hiền đã giấu gia đình để nộp đơn tham gia vì không muốn người thân lo lắng, muốn chứng tỏ cô có thể tự lo liệu mọi thứ. Nhưng tới Miss World Việt Nam 2023, cô đã khoe với cả nhà và được mọi người hết lòng ủng hộ, cổ vũ. Chúc cho cô sẽ thành công trong đương nhiệm của mình.